Trong phần này, chúng ta cùng tìm hiểu cách lưu ảnh để các bạn có thể lưu lại những dự án các bạn đang làm. Sau đó các bạn có thể mở lại và chỉnh sửa tiếp. Di chuyển đến góc trái, các bạn nhấp vào File, sau đó chọn Lưu lại và nhấp vào đây chọn Định dạng. Nếu bức ảnh có dung lượng dưới 2GB thì các bạn hãy sử dụng lựa chọn là PSD. Như vậy thì các bạn có thể sử dụng ở trên phiên bản Photoshop mới nhất và những phiên bản cũ hơn. Với những bức ảnh có dung lượng lớn hơn 2GB thì các bạn hãy chọn định dạng là PSB. Các bạn có thể sử dụng lựa chọn thứ 3 để lưu định dạng PDF và sử dụng lựa chọn thứ 4 để lưu định dạng TIFF. Và thông thường thì mình sẽ sử dụng lựa chọn đầu tiên, sau đó nhấp vào lưu lại. Bây giờ mình sẽ nhấp vào đây để tắt đi. Chúng ta nhấp vào đây để mở lại. Như các bạn thấy, nó lưu lại tất cả những cái bước mà chúng ta đã làm ở trong Photoshop. Với cách này thì các bạn có thể lưu lại cái dự án đang làm, sau đó các bạn mở lại hoặc chia sẻ cho người khác. Trong một vài trường hợp, các bạn muốn tạo thêm một bản sao để chỉnh sửa trên đó thì các bạn có thể nhấp vào File, chọn luôn một bản copy như vậy. Chúng ta có thể lưu ở trong máy hoặc nhấp vào đây để lưu ở trên máy chủ của Adobe. Ví dụ, mình đặt tên như vậy và chúng ta nhấp vào đây để lưu lại. Với cách này thì các bạn có thể làm việc ở trên những máy tính khác mà không cần mang theo những cái ổ cứng di động. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong cách lưu ảnh ở trong Photoshop. Mình sẽ tạm dừng phần này tại đây và chúng ta chuyển sang phần tiếp theo để tìm hiểu cách xuất ảnh ở trong Photoshop nhé.